Chào mừng quý vị và các bạn đến với Lời Sống Hàng Ngày, phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Điểm yếu được định sẵn. Dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Esai chương 22 từ câu 8 tới câu 11. Màn che Giu-đa đã bị cất đi rồi. Trong ngày đó, người trông vào vũ khí trong cung rừng. Các người thấy thành David có nhiều lỗ hổng nên trữ nước ở hồ dưới. Các người đếm nhà cửa ở Jerusalem, rồi triệt hạ một số nhà cửa để củng cố tường thành. Các người xây lại hồ chứa nước giữa hai lớp tường thành để chứa nước ao cũ. Nhưng các người không trông lên đấng đã làm nên điều này. Các người không nhìn xem đấng đã dự định điều này từ xưa. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Esai chương 22 câu 11. Các ngươi không trông lên đấng đã làm nên điều này. Các ngươi không nhìn xem đấng đã dự định điều này từ xưa. Có một dòng suối tự nhiên chảy qua phía đông thành Jerusalem. Trong thời xưa, đây là nguồn nước duy nhất của thành và là nguồn nước ở ngoài vách thành. Do đó, đây là điểm yếu lớn nhất của Jerusalem. Nguồn nước ở bên ngoài nghĩa là thành có thể bị buộc phải đầu hàng nếu kẻ thù chuyển hướng hoặc chặn nguồn nước, trừ trường hợp kẻ thù không phát hiện. Vua Ezechia đã giải quyết điểm yếu này bằng cách lập hệ thống ống xuyên qua 533 mét đất đá để dẫn nước từ nguồn vào thành, chảy vào hồ chứa nước. Nhưng trong tất cả mọi việc, vua Ezechia không trông lên đấng đã làm nên điều này. Các ngươi không nhìn xem đấng đã dự định điều này từ xưa. Ngài đã dự định gì? Chính Chúa đã dự định cho thành Jerusalem có nguồn nước không được bảo vệ. Nguồn nước bên ngoài vách thành là sự nhắc nhở liên tục cho cư dân trong thành rằng họ cần phụ thuộc hoàn toàn vào sự cứu rỗi của Ngài. Đâu là những điểm yếu mà có thể tồn tại vì ích lợi của chúng ta? Thật vậy, sứ đồ Phaolô đã nói rằng ông sẽ khoe mình trong những giới hạn của ông, bởi vì qua những yếu đuối của ông, vẻ đẹp và quyền năng của Chúa Giêsu được bày tỏ. Vậy thì chúng ta có xem những giới hạn của bản thân là món quà bày tỏ rằng Chúa chính là sức mạnh của chúng ta không? Đâu là những điểm yếu của bạn? Những điểm yếu đó giúp bạn tin cậy Chúa càng hơn ra sao? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa, con thật yếu đuối. Xin Chúa giúp con để những người xung quanh nhìn thấy Ngài là sức mạnh của con. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm Lời Sống Hàng Ngày. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Our Daily Bread.